Một năm đã qua, con vẫn nhớ về gia đình, là nơi ấm áp với những bữa cơm bình an. Từ khi thơ bé, ba đã dắt con tập đi những bước đầu tiên, mẹ ấm vào lòng. Và dù con âu ư đến mỗi đêm, mà con có hay hạnh phúc chỉ còn kỷ niệm. Một ngày thức giấc bỗng thấy riêng con lẻ loi, nghẹn ngào nước mắt khóc nấc trong con. Ba ơi, mẹ ơi, ở đâu để lại con bơ vơ một mình? Lòng con rất nhớ ba mẹ. Mái ấm gia đình chờ che con khi yếu thơ, mái ấm gia đình từng ngày con vẫn nhớ thương. Mái ấm gia đình yêu dấu ơi, ước mong sao ngày ấy quay về, con ba với mẹ và con yên vui chung mái nhà. Mái ấm gia đình ngày mai con sẽ lớn lên, mái ấm gia đình vẹn nguyên con không thể quên. Mái ấm gia đình điều thiêng liêng nhớ dình thành mãi trong tim. Con bình yên mãi ấm gia đình. Suốt một chặng đường với mái ấm gia đình Việt là một sự nỗ lực, một sự cố gắng của cả ekip thực hiện chương trình. Rất nhiều giọt nước mắt, rất nhiều giọt mồ hôi đã đổ xuống những mảnh đất khô cằn sỏi đá đó, nhưng nó ươm mầm cho những cái giá trị tương lai của những trẻ em chẳng may bị mất cha mất mẹ. Mái ấm gia đình Việt sẽ lan tỏa nhiều hơn nữa, giúp đỡ và chia sẻ nhiều hơn nữa với rất nhiều hoàn cảnh khó khăn đang chờ mái ấm gia đình Việt. Một năm đã qua, con vẫn nhớ về gia đình, là nơi ấm áp với những bữa cơm bình an. Từ khi thưa bé, trong con ba ơi mẹ ơi, ở đâu để lại con bơ vơ một mình? Lòng con dần nhớ ba mẹ. Mái ấm gia đình chờ che con khi âu thơ, mái ấm gia đình từng ngày con vẫn nhớ thương. Mái ấm gia đình yêu dấu sau ngày ấy quay về, còn ba với mẹ và con yên vui chung mái nhà. Mái ấm gia đình ngày mai con sẽ lớn lên, mái ấm gia đình vẹn nguyên con không thể quên. Mái ấm gia đình điều thiêng liêng nhớ ơn sinh mãi trong tim. Hãy tin con mà từ nay con bình yên mãi ấm gia đình.
khi ấu thơ. Mái ấm gia đình từng ngày con vẫn nhớ thương. Mái ấm gia đình yêu dấu ơi, ước mong sao ngày ấy quay về. Mãi ấm gia đình yêu thương, nhớ sinh